Xin chào tất cả con dân bà con cô bác đã đến với channel của Giao Du nha. Ngày hôm nay Giao Du sẽ liều mạng đi mod skin thử coi có bị bay ạt hay không. Thì hôm nay đó là một cái app mod skin rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta chọn một cái bộ đồ mà chúng ta đang mặc nè, là bộ đồ mà chúng ta đang có đó, sau đó biến mất. Và sau đó chúng ta sẽ chọn một cái mà bộ đồ khác để chúng ta biến thành, đó rất là đơn giản thôi. Mọi người nhìn sơ thôi mọi người cũng đã hiểu rồi. Đó, thì hôm nay tôi sẽ liều mạng tôi sử dụng coi nó có mod skin và ad của tôi nó có bay không. Và tất nhiên là tôi sẽ không dùng mạng chính. Chúng ta là một người thông minh đúng không các bạn? Chúng ta không nên dùng mạng chính. Và khi tôi vào game thì tôi khá là bất ngờ khi mà cái trang phục tôi đã trở thành trang phục tan hình không các bạn ạ. Nó chỉ là chưa xuất hiện thôi. Đây tôi đã mod được trang phục rồi mọi người ơi. Tôi vào tủ đồ cho mọi người xem. Đây là trang phục bình thường nha, trang phục mặc định nha. Nhưng mà nó là một cái trang phục màu trắng và rất là tuyệt vời. Tôi sẽ thử vào trong đây tôi chơi một cái trận, ví dụ như game coi nó có mod ở bên trong không. Tôi sẽ chơi chế độ loạn chiến nha mọi người. Ok các bạn ơi, thì tôi đã vào game rồi thì nó đã mod cho tôi cái bộ trang phục ở trong game này. Thật sự các bạn ơi, nó là một cái bộ đồ màu trắng các bạn ạ. Thật sự là một bộ đồ màu trắng các bạn ạ. Chỉ có điều đó là trang phục mặc định nên tôi đã phải đeo cái mũ và cái nón, tại vì nó không có che giáp. Vậy nên nếu mà nick của tôi có thêm một cái bộ đồ che giáp thì tôi sẽ dùng cái bộ đồ đó để trở thành cái bộ trang phục mà tôi sử dụng để biến thành á, mọi người hiểu chưa? Thì cái app này tôi sử dụng là cũng đã được là hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy hiện trạng bay ạt đâu hết. Tí nữa tôi sẽ test thêm một lúc nữa cho các bạn xem coi nó có bay ạt hay không nhé. Bây giờ tôi sẽ bắn thử cái trận này. Có vẻ như tôi chơi bằng cái LD player vẫn chưa, cái độ nhảy nó khá là bị ngáo đá nên tôi bắn khá là dở hơn mọi người. Nhưng không sao mọi người, đó mọi người có thể thấy những pha sấy rất là đi vào lòng đất. What the fuck man, thấy gì ba bốn lần không trúng vậy. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Không sao mọi người ơi, đây rồi, xử lý. Ui rồi, mém chết các bạn ơi, tôi còn 12 máu thôi. Lên máu tôi đang tăng lên rất nhanh mọi người ơi. Tăng lên full máu luôn, à không full máu, tôi tưởng full máu. Có hai người dưới đây. Hay quá mọi người ơi, tôi ăn được một mạng, quá tuyệt vời. Đơn giản như đang giỡn. Tôi sẽ gia tắt cái chế độ này cho đỡ loạn phím chút xíu. Ok, mày ở con full đầu này, quá tuyệt vời các bạn ơi. Có thể nói là cái trang phục này thì nhìn nó cứ bị ảo ảo Canada như thế nào á. Chân khá là thon ha, rất là tướng người mẫu ha. Nhưng mà tôi muốn mod skin kiểu mod Naruto, Luffy đồ á, để tôi nghiên cứu ha. Tôi mà mod được rồi tôi sẽ cho anh em một cái clip gọi là quá tuyệt vời luôn về mod những cái tuyệt chiêu đấy. Cái skin đấy, mod như vậy nó mới tuyệt vời đúng không mọi người? Mod này nó quá là khế đúng không? Mod này nó quá là cùi đi. Ok. Thì tôi chơi nãy giờ thì có vẻ như khá là gà. Bắn khá là gà luôn. Bắn khá là cười mía luôn. Bây giờ tôi sẽ cởi cái chân áo giáp ra rồi. Nhìn nó trông đúng thật là mod skin rồi các bạn. Chỉ điều cái nón này tôi tìm không thấy được nên tôi làm biến mod quá. Chúng ta phải có một cái bộ trang bị gọi là chúng ta tìm được ở trong kia thì chúng ta mới mod được nha mọi người. Thì cái app này nó khá là hạn chế ở những cái phần này. Nhưng nói chung là chơi cũng khá là vui đấy. Mày bây giờ là bọn này nó giết tôi khá là nhiều rồi, tại vì cái giả lập LD play này nó khá là loạn phím. Đứng im double kill. Nó khá là bị gọi là hơi đơ đơ về cái độ nhạy nên tôi bắn nó hơi là khá là gà, nhưng mà bây giờ nó đã khá là khắc phục hơn xưa rồi. Triple kill. Báo thù. À lại là nó xuất hiện ra đây, tôi ăn nó luôn mọi người. Ui rồi, không được. Báo thù quá ta kêu. Pentakill, Pentakill. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Mặc dù đội nhảy hơi được khê nhưng tôi vẫn ăn được mấy cái thanh niên gà gà này. Nói chung thì cái mod skin này gọi là không biết có bay ạt hay không. Nhưng mà tôi nghĩ cũng có thể bay ạt đấy. Nhưng mà cái này nó khá là khê ha, nó chỉ thay đổi thôi. Bây giờ cái trang bị của tôi nó không có che giáp rồi, bây giờ cái giáp nó lòi ra nó che mẹ cái bộ chân bộ mod skin của tôi rồi, khá là khê ha. Đây rồi, đây là một anh chàng cũng mặc đồ mặc định giống tôi và được mod ké giống tôi, tức là khi mình mod vậy thì những cái bộ trang phục y chang mình là nó sẽ chuyển thành màu y chuyển thành như vậy luôn nha mọi người. Chúng ta có thể mod cả hiệu ứng bắn đạn nữa nha mọi người.
mod cả giày rồi cái kiểu mod nón mũ, nhưng mà không có mod xanh Luffy đồ. Win rồi. Ok, vẫn là cái app đó. Thì lần này tôi đã mod xanh cái bộ zombie gọi là màu đỏ ở trong Squid Game nha mọi người. Tôi sẽ tháo nón giáp ra cho mọi người xem. Đấy, đây là cái bộ đó nha. Nhưng mà tôi không có tìm thấy cái mặt nạ nha mọi người. Rất là buồn. Thì tại vì tôi không có mặt nạ để tôi mod, chứ không phải tôi không tìm thấy mặt nạ nha mọi người. Vì cái nick này là nick bot nên nó khá là buồn đó mọi người ơi. Nhưng mà nick này là cái nick mà tôi hay sử dụng để test những cái giả lập các kiểu cho mọi người xem đấy. Lần này tôi liều mạng tôi test luôn cả cái nhà tài khoản Google nha mọi người. Bay mà cái ad này là cũng như tôi bay luôn cái Google đó mọi người ơi. Tôi rất là buồn luôn. Nhưng mà vì anh em nên tôi sẽ gọi là hy sinh, gọi là không tiếc gì hết. Đấy, mọi người có thể thấy là khi tôi biến thành Squid Game thì mod của tôi là tôi đã rất là đẳng cấp. Tuy vậy tôi vẫn phải đeo chấp lào tổ ong của Việt Nam nha mọi người. Đây là cái đặc trưng của chúng ta. Đấy, tôi đeo một đôi tổ ong này, mặt bộ đồ Squid Game, chỉ có điều không có mặt nạ thôi, nhưng mà khá là tuyệt vời. Full đầu đớp kill, quá tuyệt vời. Hiện tại thì ui giời, chết tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nói chung là anh em sẽ phải đăng ký kênh cho tôi 1000 subscribe đi. Rồi tôi sẽ test tất cả những cái gì mà anh em yêu cầu, hiểu không? Còn những cái lỗi của anh em thì sớm muộn anh em cũng sẽ tìm ra được lời giải đáp của cho bản thân mình thôi. Tôi cũng có thể là một trong những người giải đáp đó. Tại vì tôi chưa gặp được cái trường hợp đó nên tôi chưa fix cho anh em thôi. Chứ tôi là thánh mò anh em ạ. Thánh mò đó. Đây rồi, một thanh niên mặc đồ giống như anh tôi nhưng mà đội cái nón thỏ nên gọi là Squid thỏ. Đâu rồi, Squid thỏ. Quá tuyệt vời, tôi đã bắn được Squid thỏ. Ui ôi. Ghê đấy. Đây là một cô gái. Nếu mà là một chàng trai mặc đồ mặc định giống như tôi thì nó cũng sẽ mod luôn nha mọi người. À, với cả tôi chưa tải cái gói đồ nữa nên thành ra là tất cả mọi người hầu như đều mặc đồ cùi cùi giống tôi nha mọi người. Nên thành ra nó bị mod thành kiểu ai cũng là mặc đồ Squid Game, vậy mới là Squid Game đó mọi người. Vậy nó mới đông chứ. Có vẻ như tôi nói hơi nhanh nè. Nó nhanh quá là nó bị leo lưỡi đó. Leo lưỡi là không chơi được đồ đó đúng không ạ? Hôm nay thì có vẻ như là cái phần mềm này nó khá là ok, cũng như là rất là dễ bay ạt. À không, ý tôi nói là vậy thôi chứ thật ra. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, mù mắt tôi. Thì tôi đang cố nghiên cứu mấy cái mod của Naruto, Luffy, Sasuke, Inuyasha, Madara, Goku rồi đó, Dragon Ball rồi đồ các kiểu đó. Đó, nói chung là tôi đang nghiên cứu mấy cái đó. Mấy thanh niên này bắn tàn nhẫn quá. Để tôi mod, tôi làm highlight cái kiểu mọi người. Tôi làm highlight thì khỏi nói rồi, tôi bắn đâu khác gì nước ngoài đâu mà. Ở trời ơi, đặt quả keo ra rồi còn đứng chuột nữa chứ. Đúng đần luôn. Hôm sau mọi người ơi, nói chung là mọi người có thể tải thử cái app này về. Cái app này thì mọi người có thể nhìn ở ngay đoạn đầu là mọi người biết cái kia rồi. Mọi người lên Google, mọi người gõ một cái vào cái là nó ra ngay cái app này luôn mọi người. Mod skin của cái này thì hiện tại tôi chưa bị bay ạt nha mọi người. Tại vì tôi mod mới có 1 tiếng thôi nhưng mà chưa bị bay ạt. Tức là ngày mai nó mới bay đó. Rồi tôi khuyên mọi người hiện tại phải để thử cảm giác bay ạt, cũng như là cảm giác hồi hộp khi mà chơi. Nhưng mà anh em có thể sử dụng netbot mà test mấy cái trang phục mà mình chưa bao giờ trải nghiệm để cảm giác thật là sung sướng. Mặc dù nó hơi mất công chọn cái bộ trang bị rồi đi mò mò mấy cái trang bị thôi, mấy cái bộ chờ đồ thôi. Đấy, đấy mọi người thấy bị đứng luôn, đứng nhìn lên bầu trời luôn. Có bao nhiêu trận này sắp xong rồi mọi người. Bắn tôi à. Mọi người thấy tôi hiện chuột cái kiểu liên tục. Nhưng mà nó vẫn không hết đấy mọi người ạ. Đây rồi. Đấy mọi người thấy tôi hiện chuột rất là liên tục luôn. Tại vì đơn giản là nó hay bị loạn chuột. Có người ở ngoài đây. Tôi sẽ sang đây tôi bú liếm ngay. Bú liếm. Đó là bị loạn chuột là tôi phải bấm control lại tiếp. Lại loạn tiếp rồi. Đó, tôi lại loạn nữa, tôi phải chạy đây. Để tôi đi tìm kho báu mọi người. Mọi người tham gia trò chơi Squid Game ngày hôm nay của tôi. Đây rồi, trời ơi, bị loạn chuột nữa. Để tôi bắn thành dưới này. Ôi, tôi xuống dưới thì nó lên trên mọi người ạ. Triple kill dành cho Zhao Yu Fei Fei.
Có vẻ như trận đấu ngày hôm nay sắp hết rồi mọi người. Đây rồi, đây chắc là lần cuối. Đây chắc là lần cuối, chỉ còn 15 giây nữa thôi. Mục tiêu 25 người, nhưng mà tôi bắn chưa được 15 người nữa. Trời ơi, bắn gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Loạn chuột quá là thao tác giống như con. Xong rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like subscribe cho tôi nha. Bye bye.